Và lời đầu tiên anh chúc mừng em và xin han là xuất sắc đó. Bây giờ gặp khách đứng dậy tươi cười chào hỏi em đừng có nhăn nhó. Làm việc tập trung cuối giờ cất xếp chứng từ gọn gàng đừng vứt xó. Và vì mình còn trẻ nên phải xông pha không ngại vất vả đi theo anh. Em à, em phát tờ rơi trong khu công nghiệp everyday. Hoạt động tình nguyện tập thể dọn rác nhà mình gọi đó là Green Day. Amazing Journey Olympic tham gia đi khi em còn trẻ. Tự hào xin han y ta nào, anh em mình cùng vươn xa. Em làm xin han bên, cứ nhắc đến thôi là ai cũng muốn vào làm việc. Ngân hàng Hàn Quốc này, đồng nghiệp lại thật tốt này. Sếp cũng quan tâm, luôn luôn yêu thương và dạy dỗ. Chỉ muốn chính anh có thể đặt ngọc KPI này. Ta không ngại gì việc khó, việc nhiều lương cao có. Sẽ cùng nhau cố gắng. Nào mình cùng nhau vươn cao xin ham vững mạnh. Làm việc đi. Cùng anh và xin hát nhé.